tổ chức gặp mặt kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và ra mắt chi hội phụ nữ kiểu mẫu. Đại diện Hội Phụ nữ thị xã và Đảng ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã Hoàng Hoa Thám tới dự. Tại buổi gặp mặt, sau khi được thưởng thức các tiết mục văn nghệ có nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi vai trò và những đóng góp to lớn của phụ nữ Việt Nam, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại lịch sử 88 năm của Tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ. Hội Phụ nữ xã Hoàng Hoa Thám hiện có 683 hội viên tham gia sinh hoạt tại 7 chi hội cơ sở, trong đó 134 hội viên là người dân tộc thiểu số. Những năm qua, Hội Phụ nữ xã Hoàng Hoa Thám luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, xây dựng các mô hình kinh tế đặc thù phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Các mô hình hoạt động hiệu quả góp phần đảm bảo công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất tinh thần của chị em phụ nữ, nhất là phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số. Nhằm nâng cao chất lượng tổ chức hội cơ sở, dịp này Hội Phụ nữ xã đã ra mắt mô hình phụ nữ kiểu mẫu tại thôn Đồng Châu. Đây là một trong những đơn vị tiêu biểu của Hội Phụ nữ xã Hoàng Hoa Thám trong thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, câu lạc bộ phụ nữ với nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn, đoạn đường phụ nữ tự quản và thực hành tiết kiệm giúp phụ nữ và trẻ em nghèo. Chúng tôi tổ chức các cái nhiệm vụ về phát triển kinh tế, rồi thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, làm sao để giữa cái hoạt động của hội cũng như thực hiện các cái nhiệm vụ chính trị của địa phương sẽ thật là hiệu quả. Và chúng tôi xác định rằng là nếu khi mà tất cả các chi hội đều là chi hội kiểu mẫu thì cái tỷ lệ thu hút hội viên, sinh hoạt hội và các cái phong trào của hội thì sẽ nâng cao hơn. Tại lễ ra mắt chi hội phụ nữ thôn Đồng Châu, xã Hoàng Hoa Thám đã xây dựng các tiêu chí đảm bảo yêu cầu đề ra như tỷ lệ thu hút hội viên tham gia sinh hoạt từ 85% trở lên, 85% trở lên hộ gia đình hội viên đạt tiêu chí gia đình 503 sạch, hàng năm phát hiện biểu dương được từ 1 đến 2 điển hình cá nhân, phụ nữ tiêu biểu trên các lĩnh vực. Nhân dịp này, Hội Phụ nữ xã Hoàng Hoa Thám trao tặng 4 thẻ bảo hiểm y tế, 2 suất học bổng cho phụ nữ và trẻ em nghèo trên địa bàn với trị giá 3 triệu đồng.